Dạ, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh nha. Có một cơn mưa đến rất là tuyệt vời các bạn, hôm ngày nắng. Có một cơn mưa cách nay khoảng cỡ nửa tháng rồi, là ban đêm, thành ra là mình không có cập nhật được cái sau cơn mưa đó. Còn hôm nay thì có một cái cơn mưa giữa trưa, 11 giờ mấy, 11 giờ. Thì khi mà kết thúc cơn mưa thì mình ra mình quay là cái cây cảm thấy cái cây mình là nó đang sung sức hẳn lên các bạn. Mình ra hẳn ngày cái đọt này mình ghép cái dính đây. Nó đang chuẩn bị đi tiếp. Một cơn mưa này nữa là nó quý, rất là tuyệt vời. Tại vì những cơn mưa đầu mùa là nó có hàm lượng chất dinh dưỡng gì trong đó đó. Nó giống như là một cái kích ghế vậy đó. Thành ra là thường thường cơn mưa đầu mùa mà mấy cái cây trồng mà nó hứng được á thì đảm bảo với các bạn là nó phát triển vượt bậc. Hồi nãy gấp quá mình không có kịp tháo mấy cái này ra các bạn. Còn mấy cái phôi mini này, mấy cái phôi này thì mình ghép dính đã đưa ra. Ở dưới thành ra mình cập nhật cho các bạn xem cơn mưa đầu mùa. Thì hổm mình tưới kích rễ mà giai đoạn 15 giờ 30 âm lịch hàng tháng đó. Thì nó đang đi đọt đây. Cái này là cây mai nhà. Thì còn mấy cây mai rừng thì chưa đi đọt, chưa đi tược nhiều. Có cây này sung thì nó đi nhiều đây. Nên là sau cơn mưa này thì sẽ thức tỉnh các bạn. Các cây mai rừng, mai nhà, cây trồng đất, cây trồng chậu gì đó thì nó cũng bừng tỉnh lên. Cơn mưa này thì giống như là nó đánh dấu kết thúc một cái mùa hạn. Mà thời điểm đầu mùa này thì mưa gì là rất là quý các bạn. Nên là nó giống như một cái lượng kích rễ mà mình bổ sung cho cây trồng. Thì đây là cái phô mai mình mới ủ luôn đây, mới ngâm luôn đây. Là dính cơn mưa. Những phô mai mình mua về mà nó ngay những cơn mưa thì mình thấy khả năng nó sống rất là cao các bạn. Đơn cử như cây này nè, cây này là mình ghép rễ nó luôn, giờ đang mùa mưa luôn, đang mưa luôn. Và cái khả năng sống nó cũng mình thấy nó cũng có tia hy vọng, nó đang đâm đọt mới, tia lá nó chưa dày chưa to. Và nhưng mà nó đi đâm đọt mới. Cái vết trên người nó vẫn kéo và chòi ghim nó vẫn ra thì mình thấy cũng yên tâm rồi các bạn. Rồi đây thì mình cập nhật cái sau cơn mưa ha cho các bạn xem. Cơn mưa quý như vàng.